Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kbiz 24 giờ để cùng nhau cập nhật những tin tức hot nhất về các sao Hàn. Và hôm nay có thông tin gì đáng chú ý? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Đối với ai đã luôn yêu mến và theo dõi nhóm nhạc nữ nhà YG Blackpink thì chắc hẳn cũng biết cộng đồng Blink từ lâu đã truyền tai nhau về cặp đôi vô cùng quyền lực, đó chính là Lisa và Rose. Bởi lẽ hai cô nàng này không chỉ ăn ý với nhau trên sân khấu mà trong từng tiết mục biểu diễn, thậm chí là cả ngoài đời. Lisa và Rose cũng bám nhau như Sam, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú trước sự dễ thương và đáng yêu của họ. Cũng từ đó, một couple chính thức ra đời. Có lẽ nhờ việc bằng tuổi và đều đảm nhận vai trò là những cô em út đáng yêu của Blackpink, vậy nên Lisa và Rose rất thân thiết cũng như thường xuyên dính lấy nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, hai cô gái đều kè kè bên cạnh nhau và đôi khi còn chọc phá nhau khiến các fan không khỏi thích thú. Cũng nhờ thế mà thuyền ngày càng vững mạnh dưới sự chèo nhiệt tình của các shipper. Tuy nhiên dù có thân nhau đến mấy, thì cặp bạn thân nào cũng sẽ có những lúc giận dỗi và hiểu lầm nhau. Trong tập 6 của chương trình Blackpink Diary, khi lên máy bay đến Malaysia, hai cô gái có những khoảnh khắc thất vọng buồn bã vì đối phương, nhưng may mắn là hiểu nhầm đã nhanh chóng được hóa giải. Cụ thể, khi Lisa đã bắt đầu ngủ trên máy bay, Rose đã tính đến việc bật vách ngăn giữa hai ghế để Lisa có không gian riêng và ngủ ngon hơn. Rose cũng đã ngủ luôn sau đó, và khi tỉnh dậy, cô nàng thấy vách ngăn được dựng lên, điều đó khiến Rose cảm thấy hụt hẫng vì cảm giác như Lisa đã phớt lờ cô. Tuy nhiên tất cả đó chỉ là hiểu lầm. Trên thực tế, Lisa chỉ muốn Rose có không gian riêng để ngủ ngon hơn. Em út Blackpink giải thích, tớ chỉ nghĩ cậu không thoải mái thôi mà, tớ nghĩ cậu muốn có không gian cá nhân. Cậu ngủ quên nên tớ đã dựng vách ngăn lên. Rose phụng phịu trả lời rằng cô không cảm thấy phiền khi ngủ mà không dựng vách ngăn. Lisa đã trả lời, điều đó khiến cậu thấy tệ à, là lỗi của tớ. Bây giờ tớ sẽ không dựng nó lên nữa. Đôi bạn đã hóa giải hiểu lầm và nhanh chóng thân thiết trở lại. Nguyên nhân của việc hiểu lầm chỉ đến việc quá thân nhau, quan tâm đến nhau và luôn muốn chăm sóc cho đối phương. Hai cô em út bằng tuổi Blackpink vốn là đôi bạn thân thiết, thậm chí còn được fan đẩy thuyền nhiệt tình, thường xuyên khiến fan quấn quéo với những khoảnh khắc cực kỳ tình cảm và dễ thương, ấm áp. Cách Rose và Lisa nhanh chóng giải quyết hiểu lầm cũng thấy cặp đôi vô cùng thân thiết và không thể giận dỗi nhau được lâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của các sao Hàn đến từ Kbiz 24 giờ các bạn nhé.